Okay, tiếp tục sinh tồn cho đêm. Anh em mà sẽ đi bẫy chuột đêm đây các bạn. Hay quá. Đi bẫy chuột rừng. Nhổ cây mì thì làm cái bẫy cho nó ăn. Ok, vào đến rừng thì chờ đợi chú kia chỉ cho cái rẫy, tại vì nếu mà cái rẫy mì á thì mình bẫy nó sẽ được nhanh và nhiều hơn các bạn, nên là chờ chú kia chỉ rẫy của chú ấy, xong rồi anh em đi bẫy. Đây không đi được, vứt ở dưới. Ok, vậy là tới chú kia chỉ cho cái rẫy của chú ấy, xong rồi anh em sẽ đặt bẫy ở đó, đặt bẫy đến 9-10 giờ đêm thì anh em lại thu, hoặc là 9-10 giờ đêm hoặc là 7 giờ hoặc là 8 giờ gì đó là anh em sẽ coi một lượt, xong rồi nếu mà được nhiều thì anh em sẽ không coi nữa là lấy về, còn không thì anh em tiếp tục đặt đến chờ coi đến 9 hoặc 10 giờ đêm thì anh em sẽ là thu thu bảy chuột xong đi về nha các bạn nhé. Đặt theo đường này. Biết sao gì á. À, hàng nhiều quá trời luôn. Trên đó luôn. Đi đi lên trên đó đi tìm á. Chỗ nào có đường là mình thả vào đấy là nó sẽ ăn à. Chỗ này nó ngu lắm. Nó không giống như chuột kia đâu. Bên kia. Bên kia nó ít cỏ. Còn bên kia đứa chó. Ui dồi ôi, trời mưa. Ăn tương chi được, à, chụp sợ. Ui, đang bẫy thì trời mưa đấy các bạn ạ. À. Mưa to quá. Trời đang mưa.
bên kia mây đen trắng bọc. Ok, đang mưa to quá. Ok các bạn này, đang tập bẫy thì trời mưa. Đây, nước mưa luôn. Rồi, đang tập bẫy thì trời nó mưa u ám luôn, nên là mấy anh em mình về. Mai sáng sớm đi coi. Đáng lẽ là anh em sẽ là dùng bẫy xong ngồi chờ 7-8 giờ thì anh em coi một lượt ấy, giống như đợt trước video mình có quay được các bạn ơi. Xong rồi 8 giờ có tiếp nó trúng bẫy chuột trong rừng ấy. Hôm nay là bẫy trong rừng keo xa xôi đấy, nhưng mà trời mưa to quá anh em phải về. Rồi sáng mai chờ kết quả nha các bạn ơi. Theo chân anh em mình sáng mai đi coi tiếp, đi coi chỗ mình đặt bẫy chuột ạ. Để ghê thôi. Sao ghê hả? Sao ghê hả? Ồ, tình sợ mẹ đâu lắm. Chạy bài hờ. Không đi hết. Răng lăng thường xuyên này, mất đã răng toàn lăng này. Cái bên trên này kệ. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay thì là buổi sáng thì anh em đi coi bẫy chuột thì được cả bốn con chuột to 17 cái bẫy. 17 cái bẫy thì được 4 con. Tối qua mà không gặp mưa thì em chắc được nhiều rồi. Ê, chia sẻ đi săn bẫy chuột nha các bạn, trong rừng keo xa. Ok, bây giờ anh em sẽ là về nướng chặt nấu ăn rồi đi làm các bạn. Rồi, chúc các bạn một buổi sáng mới vui vẻ nha.